Xin chào các bạn, rất vui được chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức tử vi ngày mới hôm nay. Lời đầu tiên thì thay mặt Kiến thức tử vi chúng tôi gửi tới các bạn những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn các quý anh chị và các bạn đã ủng hộ và cùng đồng hành với Kiến thức tử vi chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Quý anh chị và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay thì Kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học, về xem vận mệnh, tài lộc, tình duyên và gia đạo của 12 con giáp trong tuần mới từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 5 của năm Tân Sửu 2021 về dương lịch. Và để muốn biết được trong tuần mới này thì có những con giáp nào gặp những điều may mắn nhất trên con đường tài lộc và những con giáp nào phải đối đầu với những khó khăn và xui xẻo. Và trong vận trình tuần mới của mình thì những con giáp không may mắn gặp nhiều xui xẻo này phải làm những điều gì để có một tuần mới tốt lành và hanh thông hơn. Thì sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng Kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về xem tử vi về vận mệnh và tài lộc, tình duyên và gia đạo của 12 con giáp trong tuần mới từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 5 của năm Tân Sửu 2021 về dương lịch. Với trong tuần này thì người tuổi Ngọ gặp rất nhiều mâu thuẫn, nhưng riêng đối với người tuổi Dậu lại phát huy nhiều sáng tạo của mình trong tuần mới. Về theo tử vi trong tuần mới của 12 con giáp từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 5 của năm Tân Sửu thì những con giáp gặp xung đột có thể nổ ra khi con giáp tuổi Ngọ đã cố gắng bảo vệ ý kiến của mình, nhưng hai vợ chồng dường như không ai muốn nhường nhịn ai trong tuần này. Và các bạn thân mến, thứ nhất là xem tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Tý trong tuần mới từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 5 của năm Tân Sửu 2021 thì theo tử vi trong tuần mới, đối với người tuổi Tý phải hạn chế có những quyết định quan trọng vì có thể có chút bất lợi cho việc đầu tư vào đất đai hoặc tài sản. Thêm vào đó thì sự thiếu hiểu biết và những căng thẳng ở trong gia đình có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trên quan điểm tài chính và sự nghiệp của mình. Đầu tuần thì vô cùng khó khăn, nhưng thành quả xứng đáng khi cuối tuần nó mang lại tiền bạc khi mà thiên tài ghé thăm con giáp này như là một phần thưởng cho sự nỗ lực của bạn. Trong tuần này thì người tuổi Tý khó tìm được tiếng nói chung với nửa kia của mình. Nếu ngay cả việc cùng lên kế hoạch cho tương lai ở bên nhau thì hai bạn cũng không làm được. Thay vào đó là cả đống những cảm xúc tiêu cực, lo lắng và bất an, luôn cãi cọ, nên điều này đã chứng tỏ hai bạn chưa thực sự tin tưởng lẫn nhau. Nhờ vào giải thần nó cho thấy bản mệnh lúc này rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhờ đó mà có thể từ hung, và có một số về vận hạn khó khăn của bạn lúc này đã được giải trừ. Còn những vất vả diễn ra trong tuần này chỉ là tạm thời mà thôi. Bạn sẽ tìm được những động lực và niềm tin mới ngay từ sau đó. Thứ nhất là xem tử vi cho người tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim thì bạn không bao giờ khó khăn vì chúng luôn tồn tại. Thứ hai là xem tử vi cho người tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy. Hãy chú ý kẻ tiểu nhân tìm cách hãm hại bạn trong tuần này. Thứ ba là xem tử vi cho người tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa là trong tuần này chớ ngắt lời người khác khi mà họ đang nói, nếu bạn chen vào rất dễ gặp họa tiểu nhân. Về thứ tư là xem tử vi cho người tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, trong tuần này hãy vô tư hỗ trợ mọi người xung quanh của mình. Về thứ năm là xem tử vi cho người tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, trong tuần này thì ăn uống cũng phải có ý tứ, đừng khiến người ta phải khó chịu. Về thứ hai là xem tử vi về vận mệnh và tài lộc cho người tuổi Sửu trong tuần mới từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 5. Về xem tử vi hàng ngày cho biết thì người tuổi Sửu trong tuần này
nên phải cẩn trọng vì một quyết định không chính xác có thể gây ra một bước lùi trên con đường sự nghiệp, nên phải tách bản thân ra khỏi những cuộc trò chuyện, thảo luận hoặc đi lệch với chủ đề vì nó có thể gây cho bạn những sự căng thẳng, và bạn cần phải cố gắng duy trì bầu không khí ổn định và thư thái. Trong tuần mới của con giáp tuổi Sửu đã trải qua không ít thăng trầm, vì thế đừng vội thất vọng khi mà đối mặt với thương quan, vì ngay sau đó bạn lại cảm thấy tin tưởng và có động lực mới vào ngày hôm sau khi có được sự giúp đỡ nhiệt tình từ mọi người. Trong tuần mới có thể mang đến sự xáo trộn ở trong đời, khiến cho những mâu thuẫn của con giáp tuổi Sửu với một nửa của mình bị đẩy cao, và một mối quan hệ như vậy thì thường khó có thể lâu bền được. Nó ảnh hưởng bởi vì tiểu hao nên dự báo có một số mất mát liên quan đến tiền bạc. Do là bạn chủ quan, đừng vì khoản tiền nhỏ mà chủ quan, vì chúng sẽ làm ảnh hưởng tới kế hoạch trong tương lai của bạn. Và thứ nhất là xem tử vi cho người tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim trong tuần này chớ nên chi tiêu cho những việc không cần thiết. Thứ hai là xem tử vi cho người tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy là tránh có những tranh luận không đúng thời điểm trong tuần này. Thứ ba là xem tử vi cho người tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, đừng tốn quá nhiều thời gian cho những người không đáng. Về thứ tư là xem tử vi cho người tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, với những người cần nghe lời an ủi hơn là nghe lời chỉ trích. Về thứ năm là xem tử vi cho người tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc là đừng quá ham mê những món đồ giảm giá mà làm ảnh hưởng đến kinh tế của bạn trong tuần này. Về thứ ba là xem tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Dần trong tuần mới từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 5 của năm Tân Sửu. Trong tuần này có nhiều dấu hiệu nó hậu thuẫn cho vận trình tình cảm của người tuổi Dần, nhưng chỉ vì ngại ngùng mà bạn không dám thể hiện tình cảm của mình đối với người ấy. Đừng đánh mất cơ hội đang tốt của mình đấy nhé. Với những cặp đôi cũng nhân lúc này mà hóa giải những căng thẳng trong cuộc sống. Trong tuần mới nó mang lại nhiều niềm tin mới để người tuổi Dần có thể bắt đầu mọi việc. Với những trực giác tuyệt vời sẽ giúp cho bạn tạo ra những ý tưởng đáng chú ý và những khám phá to lớn. Còn những suy nghĩ và những nguồn cảm hứng của bạn cũng thay đổi đáng kể trong tuần này. Đầu tuần chỉ may mắn một chút là người tuổi Dần đã phải đối diện với nhiều khó khăn mà do kiếp tài đưa tới vào giữa tuần. Nó mang tới nhiều thách thức từ tinh thần cho đến tiền bạc. Sẽ có những người cảm thấy chán nản, muốn thoái lui, không tiếp tục cố gắng được nữa. Và bản mệnh chỉ cần điều chỉnh yếu tố tinh thần một chút nữa là mọi việc sẽ khác. Trong tuần này thì có thái tuế hung tinh, nó dự báo là dễ có tai nạn bất ngờ, hãy cẩn thận đi xa. Nhất là khi đang nóng giận mà điều khiển xe là rất khó tập trung, rất dễ phóng nhanh vượt ẩu. Hãy thật bình tĩnh mới nên lái xe để đảm bảo cho bạn an toàn trong tuần này. Thứ nhất là xem tử vi cho người tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy là hãy cho một người đang yếu thế một lời khuyên quý giá. Thứ hai là xem tử vi cho người tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, hãy cẩn thận có kẻ tiểu nhân ngấm ngầm hại bạn trong tuần này. Về thứ ba là xem tử vi cho người tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ là trong tuần bạn hạn chế những mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc tranh cãi gay gắt có thể là ảnh hưởng đến công việc của bạn. Về thứ tư là xem tử vi cho người tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, có một số việc tính toán chi ly cũng không có ích trong tuần này. Về thứ năm là xem tử vi cho người tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim là may mắn có nhiều lợi thế hơn người khác rất nhiều trong tuần này. Về thứ tư là xem tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Mão trong tuần mới từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 5 của năm Tân Sửu. Về vận trình tình cảm của Mão là khá êm đềm và yên ổn khi mà cả hai cảm thấy tin tưởng và thấu hiểu nhau. Điều đó là tốt cho bạn nên có nhiều thời gian hơn để tập trung vào những khía cạnh khác trong cuộc sống. Là một người sáng tạo với những thứ mà mình yêu thích nên người tuổi Mão sẽ tìm thấy niềm vui và yêu thích
Việc tận hưởng những phút giây vui vẻ với đồng nghiệp và bạn bè sẽ đưa ra các ý tưởng thú vị. Nhờ thế, bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn và hài lòng với các quyết định của mình trong tuần này. Trong tuần có thực thần xuất hiện. Ở đầu tuần, nó mang lại nhiều niềm vui nhưng cũng có thể là sự chủ quan đã khiến cho bạn phạm nhiều sai lầm. Nếu không đủ tỉnh táo, sẽ có kẻ lợi dụng trong lúc bạn vui để đánh vào những sơ hở của bạn. Vì thế là dù trong hoàn cảnh nào cũng phải đề cao cảnh giác. Trong tuần này là Mão Thái Âm cát tinh đặc biệt tốt cho nữ mệnh thuộc tuổi này, có phù trợ trong công việc, còn đường nhân duyên của bản mệnh được xôn sẻ và hanh thông. Có một số khúc mắc trong chuyện tình cảm lúc này cũng có cơ hội được tháo gỡ. Về thứ nhất là xem tử vi cho người tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy. Trong tuần này, vợ chồng dần thấu hiểu nhau hơn sau những chuyện hiểu lầm ở tuần trước. Thứ hai là xem tử vi cho người tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa là chẳng có thể dập tắt được nhiệt huyết của bạn. Thứ ba là xem tử vi cho người tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ với người độc thân thì được nhiều người quan tâm và để ý đến trong tuần này. Thứ tư là xem tử vi cho người tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc là trong tuần này có điểm mạnh được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Về thứ năm là xem tử vi cho người tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim là luôn khẳng định được quan điểm đúng đắn của bản thân mình. Về thứ năm là xem tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Thìn trong tuần mới từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 5. Liệu có tin tưởng được nữa hay không nếu một trong hai người cứ liên tục quên những lời đã hứa với người tuổi Thìn thì đừng làm người ấy buồn thêm nữa. Hãy tôn trọng người bạn yêu bằng cách là đừng hứa những việc mà bạn không thể làm được. Bạn có biết là mình có thể là một con giáp lấy chồng cùng công ty hay không? Hãy thực hiện những đam mê của mình, đừng để chúng ở bên những bản kế hoạch của mình nữa. Dường như đây là trong tuần mà tâm trí bạn có sự tò mò và thôi thúc để nghĩ những việc vượt qua khỏi những giới hạn, và nhờ thế bạn có thể xây dựng và kết nối đáng ngạc nhiên giúp cho bạn mở rộng một tầm nhìn mới để vượt khỏi những gì mà người khác có thể nhìn thấy. Trong tuần này có dịch mã xuất hiện. Nó dự báo về những chuyến đi, về những trải nghiệm thú vị dành chủ yếu liên quan đến công việc hoặc nghề nghiệp. Tuy nhiên thì bạn nên đảm bảo rằng tất cả những điều này sẽ không ảnh hưởng đến năng suất tổng thể của mình. Và thứ nhất là xem tử vi cho người tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa là chớ nên chủ quan trong công việc, có thể gây ra những lỗi sai lầm rất đáng tiếc. Về thứ hai là xem tử vi cho người tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, chớ nên bi quan dù gặp phải nhiều khó khăn trong tuần. Thứ ba là xem tử vi cho người tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc là trong tuần này nhận được nhiều lợi nhuận do đầu tư và chuyện kinh doanh của mình. Về thứ tư là xem tử vi cho người tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim là trong tuần có khách hàng, đối tác rất tin tưởng, có nhiều cơ hội làm ăn cho bạn phát triển. Về thứ năm là xem tử vi cho người tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy. Hãy chú ý cách cư xử của bạn với nửa kia của mình, không khéo trong tuần này tình cảm sẽ bị rạn nứt. Về thứ sáu là xem tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Tỵ trong tuần mới từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 5 của năm Tân Sửu 2021. Có một số tương tác giữa người tuổi Tỵ và một nửa kia của mình có thể xảy ra những mâu thuẫn rất căng thẳng, đặc biệt là trong tuần này. Nhất là đầu tuần, điều này có thể gây ra sự rạn nứt khi mà ai đó không hiểu bạn hoặc không cố gắng để hiểu bạn. Còn với người độc thân thì đừng quá nuôi những hy vọng về một người bạn mới quen. Trong tuần mới thì con giáp tuổi Tỵ đã kiểm soát các vấn đề khá tốt, nhờ đó mà không khó khăn nào đủ để ngăn trở được bạn. Thậm chí là có một số tồn đọng cũ cũng lần lượt được bạn xử lý một cách ổn thỏa. Với những ngày đầu tuần là thời điểm rực rỡ nhất của người tuổi Tỵ, khi mà bạn có được cả tiền bạc lẫn mối quan hệ hài lòng. Nhưng mà do tỷ kiên đã khiến cho niềm tin của bạn chững lại vào cuối tuần, khi mà bạn nhận ra đã có người không thực lòng đối tốt với bạn.
Trong tuần có thiên diêu chủ về đào hoa, nó cho thấy với người độc thân thì rất phong lưu, dường như những việc hẹn hò ai đó chỉ là để khỏa lấp sự cô đơn trong lòng bạn mà thôi. Do đó bạn khó lòng tìm được tình yêu đích thực. Với những ai đã có đôi và vẫn muốn cơi nới thêm thì quả là tham lam, vì tương lai bạn có nguy cơ mất tất cả đó. Thứ nhất là xem tử vi cho người tuổi Tỵ thuộc mệnh hỏa, với những việc làm kinh doanh gặp nhiều may mắn vào đầu tuần. Và thứ hai là xem tử vi cho người tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, trong tuần này thành công bước đầu khi bắt tay vào công việc. Về thứ ba là xem tử vi cho người tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, trong tuần cần phải quý trọng hạnh phúc mà mình đang có. Về thứ tư là xem tử vi cho người tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, hãy tìm được cơ hội để khẳng định cho bản thân mình trong tuần này là điều tốt nhất. Về thứ năm là xem tử vi cho người tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, trong tuần hãy cho người khác cơ hội quan tâm đến bạn nhiều hơn. Về thứ bảy là xem tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Ngọ trong tuần mới từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 5. Trong tuần, xung đột có thể nổ ra khi mà con giáp tuổi Ngọ cố gắng bảo vệ ý kiến của mình. Với hai vợ chồng thì dường như không ai muốn nhường nhịn ai cả. Mỗi người đã có một quan điểm và suy nghĩ riêng. Và nếu bạn thực sự quan tâm đến bạn yêu thì bạn sẽ không bao giờ áp đặt bất cứ điều gì lên người đó. Với người tuổi Ngọ và những suy nghĩ quá nhiều, đó là một trong lý do khiến bạn cảm thấy buồn phiền. Đôi khi bạn sẽ có thể bị nhầm lẫn trong những việc đánh giá với các định hướng và giá trị trong các cuộc trao đổi. Do đó hãy đảm bảo rằng bạn sẽ được một sự hỗ trợ từ nhóm của mình trong suốt quá trình đó. Trong tuần thì có thiên tài ghé thăm nên đầu tuần người tuổi Ngọ đã rủng rỉnh tiền tiêu. Với những khó khăn đã tạm thời rời xa nhưng bạn vẫn cứ hoài niệm, nghĩ về những mất mát. Nhiều khi nó chỉ khiến cho bạn bị kích thích một cuộc sống của mình mà thôi. Thứ nhất là xem tử vi cho người tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim có thể phát tài và dựa vào vận may của mình. Thứ hai là xem tử vi cho người tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, với người làm ăn có thể bắt đầu thu hoạch những thuận lợi mới. Thứ ba là xem tử vi cho người tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, ít có cơ hội làm giàu trong tuần này, cần phải tiếp tục cố gắng. Về thứ tư là xem tử vi cho người tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, bạn cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân và gia đình mình. Về thứ năm là xem tử vi cho người tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, trong tuần thì hai vợ chồng cần trao đổi ý kiến với nhau nhiều hơn. Về thứ tám là xem tử vi về vận mệnh tài lộc cho người tuổi Mùi trong tuần mới từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 5. Trong tuần mới thì thái độ thù địch có thể mang đến cho người tuổi Mùi những vấn đề trong các mối quan hệ. Trong tuần này thì những quyết định có liên quan đến việc mua bán nhà cửa có thể làm suy giảm về tài chính của bạn, nên phải cân nhắc trong việc đầu tư, bởi mọi chi phí phát sinh có thể là gánh nặng cho bạn. Còn với người tuổi Mùi thì có lúc nặng lời với người yêu thương mình cho nên đã gây ra những căng thẳng không đáng có. Bên cạnh đó thì đừng vì quá bận rộn mà lơ là việc chăm sóc, vun sới tình yêu của hai người nhé. Còn người độc thân thì vẫn cảm thấy lạc lối vì chưa biết định hướng đúng đắn nào cho chuyện tình cảm của mình có thể thay đổi được tình hình cả. Trong tuần này có chính quan tương trợ trong công việc nên người tuổi Mùi rất thuận lợi và hanh thông từ đầu tuần. Nhìn chung là không phải lo lắng gì nhiều khi mà mọi điều đã nằm trong kế hoạch của bạn. Trong tuần có thiên nguyệt hung tinh khiến cho bản mệnh chịu không ít những áp lực, thường là lo lắng gây bất lợi cho sức khỏe và cơ thể của bạn trong tuần này. Thứ nhất là xem tử vi cho người tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim. Đối với người độc thân thì chưa nhận được nhiều sự chú ý. Thứ hai là xem tử vi cho người tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, rất dễ vướng vào nhiều mâu thuẫn hoặc tranh cãi với cấp trên, đồng nghiệp trong tuần này. Thứ ba là xem tử vi cho người tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, không nên nóng nảy tranh cãi với người khác trong tuần này là tốt nhất.
Về thứ tư là xem tử vi cho người tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, hai vợ chồng quan tâm đến nhau nhiều hơn để tháo gỡ những hiểu lầm và khúc mắc trong cuộc sống. Về thứ năm là xem tử vi cho người tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, với những hy vọng và niềm tin mới của bạn đã được hình thành trong tuần mới. Về thứ chín là xem tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Thân trong tuần mới từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 5. Theo tử vi trong tuần mới của 12 con giáp cho thấy thì Thân không có nhiều thay đổi, nên bạn không phải lo nghĩ nhiều. Với những người đang học hành hoặc nghiên cứu có thể đạt được những kết quả tốt trong công việc. Tuy nhiên thì cũng nên tránh sự bốc đồng để rồi đưa ra những sự lựa chọn sai lầm không đáng có. Trong tuần này là khá suôn sẻ với những sự giúp sức của chính tài, thì nếu có chút trở ngại cũng không hề đáng lo lắng. Do đó bản mệnh cứ an tâm rồi công sức của bạn sẽ được ghi nhận. Nhờ là có tả phù giúp đỡ mà có thể sức khỏe của bạn được cải thiện và bạn cũng cảm thấy sung sức hơn để thực hiện những mục tiêu khó khăn mà bạn đã đề ra từ trước. Hơn nữa với sự tỉnh táo đã mang lại cho bạn những sức mạnh vô hình để đưa ra những quyết định. Nếu con giáp tuổi Thân không quan tâm đến cảm xúc của nửa kia thì bạn cũng sẽ chẳng mấy để ý đến việc là có cần thông báo rằng những kế hoạch này kia có thể thay đổi hay không. Trong khi đó thì tình yêu đích thực đã khiến cho người ta giao tiếp với nhau nhiều hơn. Hãy nhượng bộ nhau nhiều hơn và biết bàn bạc để cùng giải quyết các vấn đề. Thứ nhất là xem tử vi cho người tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, là bạn đừng vội tin ai đó chỉ vì họ nói lời hay trong tuần này. Thứ hai là xem tử vi cho người tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, là hai vợ chồng trong tuần này nên học cách dung hòa với nhau. Về thứ ba là xem tử vi cho người tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, với những chuyện làm ăn chưa có nhiều và gặp nhiều thay đổi rất tích cực. Về thứ tư là xem tử vi cho người tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, là trong tuần nói năng hãy cẩn thận, kẻo gây mất lòng người thân. Về thứ năm là xem tử vi cho người tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, là làm ăn sẽ gặp nhiều điều kiện bất lợi trong tuần này. Về thứ 10 là xem tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Dậu trong tuần mới từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 5. Đời sống của vợ chồng con giáp Dậu cũng chỉ ở mức trung bình. Khi mà bạn và nửa kia gặp nhiều mâu thuẫn, nó tạo ra khoảng cách trong chuyện giao tiếp và tốt nhất là nên thực hiện những lời hứa của mình để tránh thái độ thất vọng với nửa kia. Ngày chính ấn nó mang lại cho bản mệnh với sức sáng tạo để có thể xử lý được các khối lượng công việc lớn. Giờ đây nếu ai đó phủ nhận công sức hay chê bai bạn cũng không có nghĩa, chính là bạn đã nhận ra sức mạnh của mình nên phải cảm thấy không cần quá quan tâm đến họ nữa. Còn người tuổi Dậu trong tuần này là có thiên đức trợ lực, nó tạo điều kiện để bản mệnh phát tài phát lộc, làm ăn thăng tiến. Nếu có thể phát huy những năng lực trong lĩnh vực nào đó thì bạn có thể làm thêm nghề tay trái để gia tăng thu nhập, càng sớm thì càng tốt. Thứ nhất là xem tử vi cho người tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, nếu cố gắng sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Thứ hai là xem tử vi cho người tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, bạn đã lọt vào mắt xanh của nhiều đối tượng khác giới. Về thứ ba là xem tử vi cho người tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, là hãy nắm bắt những cơ hội làm giàu nó xuất hiện trước mắt của bạn trong tuần này. Về thứ tư là xem tử vi cho người tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, là dù có dư giả cũng chớ nên tiêu xài một cách lãng phí trong tuần này. Về thứ năm là xem tử vi cho người tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, bạn hãy khiêm tốn học hỏi cái hay của người khác trong tuần này là điều tốt nhất cho bạn. Với 11 là xem tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Tuất trong tuần mới từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 5. Theo tử vi của tuần mới cho biết, bản mệnh phải vất vả mới có tiền, nhưng đó là thành quả xứng đáng với công sức của bạn bỏ ra. Bạn có thể nhận được những kết quả như mong đợi sau các chuyến đi, nhưng khi trở về thì bạn cảm thấy rất mệt mỏi. Trong tuần thì có thương quan nó gây nhiều rắc rối trong tuần, khiến cho người tuổi Tuất cảm thấy phiền lòng, thậm chí là bị tổn thương. Đôi khi thì bạn được phép yếu đuối một chút để nhìn nhận lại cảm xúc của mình, nhìn về sự chân thật
trong cuộc sống thì bạn mới đủ biết rằng mình cần phải mạnh mẽ ở đâu. Trong tuần có bạch khổ hung tinh, nó mang điểm báo tai họa, dễ có họa huyết quang, ảnh hưởng đến tiêu cực trong cuộc sống và sức khỏe của bạn. Điều này có nghĩa là bạn cần phải điều chỉnh ngay lối sống thiếu khoa học ở hiện tại. Hơn nữa là tránh việc thức khuya, ăn không đúng bữa khiến cho cuộc sống của bạn bị đảo lộn. Thứ nhất là xem tử vi cho người tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, chớ nên kiêu ngạo mâu thuẫn với cấp trên. Thứ hai là xem tử vi cho người tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, là vợ chồng cần trao đổi và thảo luận nhiều hơn. Thứ ba là xem tử vi cho người tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, là không nên tự ý làm mọi việc theo ý muốn của mình. Thứ tư là xem tử vi cho người tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, là đặc biệt bạn phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân bạn trong tuần này. Về 12 là xem tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Hợi trong tuần mới từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 5. Với người tuổi Hợi thì khi giận dỗi với đối phương cứ im lặng mãi chỉ khiến cho hai người thêm xa cách. Ai có thể chịu đựng nổi cảnh suốt ngày phải đoán xem nửa kia của mình nghĩ gì, muốn gì cơ. Với sự im lặng thì đôi lúc cũng không phải là vàng mà con dao hai lưỡi, nó làm ảnh hưởng vô cùng lớn đến tình yêu của bạn. Trong tuần này thì có thiên ấn xuất hiện giữa tuần, nó mang lại nhiều điều kiện tốt hơn cho bản mệnh. Do đó đừng vì những khó khăn trước mắt mà bỏ cuộc quá sớm. Chỉ cần là vượt qua đầu tuần sẽ có chút trở ngại thì sau đó bạn sẽ có những vui vẻ về thành quả của mình. Về theo tử vi cát tinh trợ lực thì bản mệnh đã thu hút tài lộc về mình trong tuần mới. Đó có thể là những cơ hội hợp tác làm ăn đầu tư, nhưng nhìn chung là khá hứa hẹn, và tuy nhiên bên cạnh đó cũng là những lợi dụng lòng tin của bạn để lừa gạt. Bạn phải tỉnh táo để phân định cái nào mới thực sự là tốt cho tương lai của mình. Thứ nhất là xem tử vi cho người tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, bạn nên phải mở lòng hơn với những ai quyết tâm đến với mình. Thứ hai là xem tử vi cho người tuổi Đinh Ngợi thuộc mệnh Thổ, là bạn cần phải tìm những mối làm ăn có triển vọng hơn. Thứ ba là xem tử vi cho người tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, là nhận được sự nâng đỡ của rất nhiều người xung quanh trong tuần này, luôn giúp đỡ bạn. Về thứ tư là xem tử vi cho người tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, là trong công việc của bạn dần dần đi vào quỹ đạo và quen thuộc trong tuần này, bạn cũng có lộc. Thứ năm là xem tử vi cho người tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, là trong tuần hãy nắm bắt những cơ hội làm ăn nó đến trước mắt bạn trong tuần này. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.